mình làm con gà luộc nhá, vàng ươm. À, gà mình cắt nhá. Ngon cho cả nhà. Một gà vàng ươm nhá. Gà béo, vàng ươm, ngon ba cháy. Mắm ớt ở đây là rau sống, đây là rau thơm, ăn kèm. À, nấu một mâm khoai mì ngon nhé. À, mâm khoai mì ngon tuyệt vời. À, vừa bợ vừa ngon. À, mời cả nhà cùng mình nhé. Mình chấm ăn thử cho các bạn mọi người xem này. Con gà vàng ươm là ngon. Gà hơi cơm, vàng ươm, nạc. Da vàng, thịt nạc ức vàng, rau thơm, nhưng mà nắng làm vẻ mệt quá. Gà hai cân, vàng luôn. Khoai mì nha, luộc lại chín. Khoai mì á, bắp tơi. Em ăn không? Mình cắt ít ức đi nha. Cắt ít ức để ăn nha. Bọc mù mình, bớt cả. Ấy cho nó ảnh nó đẹp, nó được không?